Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn deploy React App lên GitHub Page, một dịch vụ của GitHub cho phép các bạn public static website để người khác có thể xem được. Đây là một cái to do app mà mình đã deploy thành công lên GitHub Page. Đầu tiên thì các bạn phải cần có một tài khoản GitHub. Các bạn truy cập vào trang github.com, chọn mục đăng ký và điền đầy đủ thông tin để tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản thành công, thì các bạn sẽ bắt đầu tạo repository là nơi chứa source code của các bạn và trang web của các bạn. Các bạn sẽ điền vào tên của repository. Một mô tả và các mục khác các bạn có thể để nguyên như vậy. Bước tiếp theo, các bạn sẽ cài đặt Git vào máy của các bạn. Các bạn vào trang git.com để tải bản cài đặt Git về và cài đặt theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt, các bạn có thể dùng lệnh git để kiểm tra. Bây giờ các bạn sẽ tạo một project React.js hoặc có thể sử dụng một project có sẵn. Ở đây mình đã có một project to do app. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng git command để upload code của chúng ta lên repository mà chúng ta đã tạo trước đó. Nếu như Git yêu cầu đăng nhập, các bạn hãy chọn một web browser. Tiếp theo chúng ta sẽ cài một bucket đó là GitHub Page vào project của chúng ta và lưu nó vào một dev dependency. Sau đó các bạn hãy vào package.json để kiểm tra xem đã có bucket GitHub Page chưa. Trong package.json ở mục script, các bạn sẽ thêm cho mình hai option. Ở pre-deploy, chúng ta sẽ chạy lệnh react script build để nó build ra thư mục build. Tiếp theo là lệnh deploy,
chúng ta sẽ chạy lệnh của GitHub page, GitHub page gạch d và view. View là thư mục mà chúng ta sẽ upload để làm trang web. Sau đó tại project root, các bạn tạo thêm một file .env. Ở trong này các bạn sẽ tạo một biến là public URL và cho giá trị là cấp. Như vậy là các bước cài đặt đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh npm run deploy để deploy trang web của chúng ta lên GitHub page. Khi thấy thông báo public có nghĩa là quá trình deploy của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ các bạn vào trang repository mà chúng ta đã tạo trước đó. Các bạn vào mục setting, chọn phần Base. Đây các bạn sẽ thấy đường dẫn của trang web của chúng ta. Các bạn có thể phải đợi một lúc thì quá trình build trang web của chúng ta này mới hoàn thành. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc deploy React App lên GitHub Base. Chúc các bạn thực hiện thành công.